Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Tôi là An, nhân viên kỹ thuật. Ở những video unbox, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm motor rèm thông minh có mã là W40CZ. Sản phẩm motor rèm thông minh này sẽ giúp cho những cái chiếc rèm ở trong ngôi nhà của các bạn trở nên thông minh hơn, với những tính năng là điều khiển bằng giọng nói, điều khiển và giám sát từ xa thông qua Internet. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào hướng dẫn chi tiết cài đặt cho bộ sản phẩm này. Trước khi lắp đặt cái động cơ này lên dây để tiến hành cài đặt thì chúng tôi có một lưu ý rằng động cơ này được sản xuất để sử dụng với rèm đôi, chỉ đóng mở từ hai phía. Cho nên cái khoảng cách tối thiểu để chúng ta có thể sử dụng cái dây rèm này với chiều dài tối thiểu ngắn nhất là 1,5m. Nếu mà thanh dây này nó ngắn quá thì động cơ sẽ không xác định được quãng đường và ở trên cái app điều khiển của chúng ta sau khi cài đặt sẽ bị mất đi một vài tính năng. Để tiến hành cài đặt động cơ thì đầu tiên chúng ta cần phải cấp nguồn cho động cơ, sau đó cố định lên thanh dây rèm. Các bạn nhớ kéo cái khóa chốt này để cố định động cơ và thanh dây cho chắc chắn. Chúng ta sẽ sử dụng cái que chọc này để chọc vào cái nút reset, kích hoạt cái chế độ cài đặt của động cơ này lên. Khi chọc thì nên nhớ là nhấn 4 lần và giữ ở lần thứ 5 cho đến khi cái đèn LED này thay đổi trạng thái nhấp nháy xanh đỏ liên tục. Đấy, các bạn có thể thấy là chế độ đèn LED đã thay đổi nhấp nháy liên tục như thế này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái app Obibo Home ở trên điện thoại và tiến hành cài đặt. Ở trên điện thoại, các bạn nhấn vào app Obibo Home, sau đó tích vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải phía trên màn hình, kéo xuống và chọn dòng động cơ rèm. Tiếp theo là Zigbee động cơ rèm, nhấn vào nút bắt đầu để thêm. Sau đó chúng ta sẽ ngồi chờ một lúc để bộ điều khiển trung tâm có thể ghép nối được đến động cơ này. Sau khi thiết bị đã được ghép nối xong thì chúng ta sẽ thấy nó hiện lên trên màn hình. Có thể nhấn vào nút cài đặt để đặt tên cho thiết bị luôn. Ở đây tôi sẽ vẫn giữ tên của chiếc rèm này, nó là Curtain. Ngoài ra còn một vài cái tính năng khác, như là hãng người ta đã set up sẵn cho chúng ta, ví dụ là chế độ meeting, là nhấn vào nút meeting sẽ bật hết, hay là nhấn nút sleeping, nhấn vào nút sleeping sẽ là tắt hết, hoặc là getting up và slide line. Ngoài ra còn có nút đảo chiều động cơ, nếu mà cái động cơ này nó hoạt động không như hiển thị thì chúng ta sẽ nhấn vào nút đảo ngược để cho nó quay về đúng trạng thái. Sau khi nhấn vào nút đã xong, tôi sẽ quay trở về cái phòng của mình và nhấn bắt đầu điều khiển động cơ để kiểm tra xem là động cơ này đã hoạt động đúng hay chưa. Chúng ta có thể kéo ở trên app này, chúng ta có thể kéo tương tác ở trên phần mềm. Đấy, như vậy là động cơ này đã hoạt động đúng như những cái gì ở trên app này hiển thị. Hoặc là các bạn có thể chọn nút đóng, nhấn vào dừng và cho mở ra hết. Tiếp theo là tính năng điều khiển động cơ bằng tay. Thì chúng ta sẽ gạt cái này, động cơ sẽ tự động nhận hành trình quãng đường. Quá trình này chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái que chọc này để chọc vào nút reset để kích hoạt cái chế độ động cơ kéo tay lên. Ở đây chúng ta giữ vào cái nút reset này, giữ trong vòng 7 giây. Thì trong vòng 7 giây đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái nút đèn trạng thái này nó chuyển nháy đỏ chậm sang đỏ nhanh và nháy sang đèn màu xanh. Như vậy là đã hoàn thành và nhấn lên một lần cuối cùng. Sau đó tắt nguồn của động cơ đi và bật lại. Như vậy là tôi đã kích hoạt xong cái chế độ kéo tay
Đấy, các bạn có thể dùng tay để đẩy cái thanh dẫn hướng này, đẩy nhẹ thôi là động cơ sẽ tự hoạt động. Để tính năng hẹn giờ thì ở trên cái app điều khiển của chúng ta, thì ở giao diện trang chủ, các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng rèm của mình. Chúng ta sẽ tích vào cái hình 3 chấm ở trên biểu tượng của cái rèm. Màn hình sẽ chuyển sang cái giao diện của rèm. Tiếp tục nhấn vào dấu 3 chấm ở góc phải ở trên màn hình, chọn dòng hẹn giờ. Tiếp tục là tích vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình. Ở đây tôi sẽ tạo một cái kịch bản. Thì ví dụ như môi trường văn phòng hoặc là ở nhà thì chúng ta có thể chọn vào lúc 6 giờ sáng, rèm mở lên, rèm tự động mở ra, và khoảng tầm buổi trưa khi nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ hẹn giờ cho rèm đóng lại. Ở đây tôi sẽ thực hiện một cái kịch bản nhanh, khoảng bây giờ là 14:16 thì tôi sẽ để vào lúc 14:18 rèm sẽ tự động được đóng vào. Tôi chọn cho nó là thực hiện từ thứ hai đến thứ bảy với một hành động đó là đóng hết, sau đó nhấn lưu lại và tạo thêm một cái kịch bản nữa để rèm có thể mở ra vào lúc 14:19. Chọn 14:19 và nhấn vào hành động. Hành động ở đây sẽ là mở ra. Và chọn tiếp theo là hoạt động từ thứ 2 đến thứ 7. Ở cái phần hành động thì các bạn có thể chọn ở đây, ở cái phần đã mở đến vị trí chỉ định thì chúng ta có thể chọn là rèm đóng bao nhiêu phần trăm và mở bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà tuy nhiên là tôi muốn cái rèm của mình nó được mở ra hết. Tôi sẽ chọn là nút mở hết và nhấn lưu lại. Ngồi đợi một lúc để đến đúng cái khung giờ mà tôi đã hẹn giờ thì rèm của chúng ta sẽ tự động đóng và mở. Đấy, các bạn thấy vào lúc đúng 14:18 như cài đặt của tôi thì rèm đã tự động đóng vào. Và tiếp theo 14:19 thì cái phần hẹn giờ sẽ tiếp tục là tự động để điều khiển rèm tự mở ra. Bây giờ là 14:19 và rèm đã tự động được mở ra. Thì như vậy là tôi đã hướng dẫn xong phần hẹn giờ và chúng ta chuyển sang tính năng tiếp theo. Về tính năng thiết lập kịch bản tự động hóa thì ở đây chúng ta sẽ cần có nhiều thiết bị hơn để hỗ trợ cho cái kịch bản này. Nhưng mà tuy nhiên là cái môi trường văn phòng như thế này, để cho các bạn dễ dàng quan sát thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cái bộ điều khiển Magic Cube này để thực hiện một cái kịch bản nhỏ. Tiếp theo ở trên cái phần giao diện trang chủ thì chúng ta nhấp vào cái tab cá nhân, chọn dòng kịch bản và nhấn vào dấu cộng ở góc phải phía trên màn hình. Ở đây có hai kịch bản mà tôi muốn sử dụng, đó chính là nhấn một lần để rèm đóng vào và nhấn hai lần rèm sẽ được mở ra. Thì cái tên ở đây, kịch bản đầu tiên tôi sẽ là đặt tên cho nó là nhấn một lần đóng rèm. Cái điều kiện đầu tiên để bắt buộc, chúng ta chọn dòng thiết bị và chọn bộ điều khiển thông minh. Ở đây chúng ta chọn cái dòng nhấp vào Magic Cube một lần, thực hiện cái thao tác và chọn dòng thiết bị và tìm đến cái rèm của mình. Ở đây tôi đặt tên là Curtain và thực hiện một cái thao tác là đóng rèm. Tôi sẽ chọn cái hành động cho nó là đóng rèm, thời gian trễ đó là ngay lập tức, sau đó nhấn lưu lại. Tạo thêm một kịch bản thứ hai, đó chính là nhấn hai lần mở rèm. Điều kiện đầu tiên chúng ta vẫn chọn thiết bị Magic Cube, chọn dòng đúp hai lần vào Magic Cube, thực hiện cái thao tác chúng ta chọn thiết bị của chúng ta là rèm. Cái thao tác ở đây sẽ là mở rèm
Đây, tôi chọn mở tất thời gian trễ đó là ngay lập tức, sau đó nhấn lưu lại. Mình kiểm tra lại cái phần hoạt động kịch bản này thì tôi sẽ nhấn thử một lần để xem rèm có hoạt động không, và nhấn hai lần để rèm đóng lại. Đấy, các bạn có thể thấy khi tôi nhấn một lần thì rèm đã đóng vào, và nhấn hai lần lên Magic Cube thì rèm sẽ mở ra. Thì phần xây dựng cái kịch bản tự động hóa này các bạn có thể chọn với rất nhiều thứ, đó là cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ để set một cái kịch bản tối ưu hơn cho cái ngôi nhà của mình. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái phần thiết lập kịch bản tự động hóa. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang tính năng tiếp theo. Để tính năng điều khiển bằng giọng nói thì ở đây chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái app Google Home để liên kết với app Ovibo Home. Ở trên phần mềm điện thoại thì các bạn chọn app Google Home, sau đó đăng nhập vào và tích vào biểu tượng dấu cộng ở trên màn hình, chọn dòng thiết lập thiết bị, nhấn vào dòng thứ hai là hoạt động với Google. Ở đây cái mã điều khiển của chúng ta là Homemade, là đối với nhà điều khiển Ovibo. Sau khi link cái tài khoản Ovibo sang đây xong thì quay về giao diện trang chủ, chúng ta có thể thấy được cái thiết bị rèm của mình ở đây. Tôi đã đặt tên nó là Curtain. Thì cái thiết bị Curtain này đã được link vào sang bên Google Home. Tôi sẽ bấm vào đây và thêm vào cái ngôi nhà của mình, chọn DSS, nhấn tiếp theo, nhấn di chuyển thiết bị vào DSS, chọn phòng của tôi là phòng kỹ thuật, nhấn nút tiếp theo. Đấy, như vậy là chúng ta đã link được tài khoản và chuyển cái thiết bị này vào trong cái phòng mà mình muốn điều khiển. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái câu lệnh. Ở đây tôi sẽ sử dụng giọng nói của mình để điều khiển cái động cơ rèm này có thể mở và đóng. Ok Google, close curtain. Alright, closing the curtain. Đó, rèm của chúng ta đã được đóng vào. Và tiếp theo tôi sẽ sử dụng một cái câu lệnh khác để rèm có thể mở ra với khoảng cách là 50%. Thì chúng ta có thể sử dụng một số cái câu lệnh như là Hey Google, open curtain set 50%. All right, opening the curtain. Đấy, rèm của chúng ta đã được mở ra một cái khoảng cách là khoảng 50%. Và bây giờ tôi sẽ mở nó hẳn ra luôn. Hey Google, open curtain. Got it, opening the curtain. Như vậy, các bạn có thể thấy cái cách mà chúng ta set up để link tài khoản từ Ovibo sang Google Home một cách rất là dễ dàng. Và bằng với cả vốn tiếng Anh đơn giản thì chúng ta cũng có thể điều khiển được những thiết bị thông minh ở trong ngôi nhà mình. Vừa rồi, chúng tôi đã hướng dẫn đến các bạn chi tiết về cách cài đặt cho bộ sản phẩm động cơ rèm thông minh có mã là W40CZ, với những tính năng đó là điều khiển và giám sát từ xa thông qua Internet, xây dựng kịch bản tự động hóa thông minh, điều khiển bằng giọng nói. Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và cài đặt, các bạn vui lòng liên hệ hotline của công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.